Kính thưa quý vị, sự lãnh đạo mới có lẽ cũng không làm sống lại các thị trường tại Trung Cộng. Một trong những sự kiện toàn cầu lớn nhất trong năm nay có lẽ là Đại hội Đảng lần thứ 18 của Trung Quốc sẽ diễn ra trong tháng 11 và một sự thay đổi trong lãnh đạo cấp cao của nước này được chờ đợi từ lâu theo dự kiến sẽ được công khai. Các thị trường của Trung Quốc đã có một năm khốn khổ trong thời gian chuyển đổi này. Lợi nhuận của các công ty của Trung Quốc đã suy giảm mạnh với thu nhập công nghiệp giảm 6%, còn thu nhập của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước giảm 16%. Và mặc dù có những kỳ vọng xung quanh sự thay đổi lãnh đạo, nhưng ít người mong đợi một sự hồi phục kéo dài trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu để xem các lãnh đạo mới sẽ giải quyết các cải cách kinh tế trọng điểm như thế nào. Một số kinh tế gia cho rằng chính phủ cần phải liên kết, chiến lược và cải cách. Xây dựng lên một lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu ra thế giới, đó là một điều dễ dàng. Thách thức đối với Trung Cộng hiện nay là làm thế nào để xây dựng ngành công nghiệp sáng tạo, làm thế nào để tự do hóa khu vực dịch vụ, làm thế nào để hội nhập người di cư vào các thành phố, làm thế nào để tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, hoặc làm thế nào để các công ty chi trả cổ tức. Những cải cách này không chỉ phức tạp mà chúng còn làm tổn hại đến lợi ích cá nhân đặc biệt. Thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã tăng mạnh trong năm 2007 khi ông Hồ Cẩm Đào được tái bổ nhiệm làm nhà lãnh đạo hàng đầu của quốc gia. Nhưng nay các nhà đầu tư chứng khoán đã bị thua lỗ, có thể sẽ thận trọng hơn rất nhiều. Họ muốn nhìn thấy những dấu hiệu vững chắc rằng các khuôn mặt mới sẽ cung cấp một thúc đẩy mới cho sự tăng trưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, một hướng đi mới có thể mất vài tháng, cũng có thể mất cả vài năm để hình thành.